cái phản ứng của nó như là thế nào sẽ nó có thể chịu được là một chịu được 3 lít nước không nha. Đây, như mọi người có thấy là mọi người thấy nhà đây. Rồi, ok mọi người, hello mọi người đã trở lại với kênh B Vlog nha mọi người. Thì ok, đây là video mới nhất của mình nha. Thì người đang quay phim cho mình là Thành Hiếu nha. Rồi ok, thì trước khi vào video của mình thì mọi người cứ cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha, để mình còn có thương lực và mình làm nhiều video hay nữa cho mọi người xem nha. Và ok, thì video ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái thử thách về bản thân mình nha. Thì mình thân em sẽ thực hiện một cái thí nghiệm về thực hành thí nghiệm nha. Thì mình sẽ thí nghiệm về mình sẽ treo chai nước bằng một sợi dây với lại hai cái bút chì và một chiếc đũa nha. Thì ở trên YouTube mọi người thường thấy có nhiều YouTuber người ta cũng đã làm rồi, mà bây giờ thì mình muốn thực hiện chính tay mình và miễn cực thực hiện cái làm cái thí nghiệm đó để coi có thành công giống như là ở trên YouTube mọi người cũng đã xem không nha. Thì bây giờ không có gì nữa, giờ mình sẽ vào video của mình luôn nha. Mình sẽ giới thiệu những cái món đồ chơi của mình nha. Rồi, ok tích không? Rồi ok mọi người, thì đây là cái chai nước mình sẽ chuẩn bị mình treo chai nước cho. Và đây là đèn dây của mình này, đây xem người thấy không, đèn dây mình nè, và hai cái bút chì có đậy một chiếc đũa nha. Thì trước tiên thì mình sẽ treo chai nước này trước, nếu mà nó hoàn thành chai nước này, nếu mà treo được chai nước này thì mình sẽ thí nghiệm mình treo với hai chai nước suối lớn này nha. Thì trọng lượng của hai chai này là 3 lít nha. Đây người thấy không, rất nặng nha. Hiếu cầm thử không, thấy không nặng không, nè cầm đây, cả hai chai thế này nặng không, quá chi là nặng luôn đúng không. Rồi ok, bây giờ mình không nói nhiều nữa, mình sẽ bắt đầu vào video của mình luôn nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào luôn nha. Đây thì mình sẽ lấy một cục đá, mình sẽ dựng đè một đầu của cái chiếc đũa nha. Đây đè như vậy nha. Thì tiếp theo thì mình sẽ lấy một cái body cái đứng gần của quầy này mà ok, mình sẽ lấy một chai nước, mình sẽ đợi con lên về. Rồi ok, cái bạn xíu để cho nó cắt đất cho xa xíu đó. Đây mình thấy nha, cắt đất nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ lấy đây một cây bút chì dài nha, một cái chì ngắn thì mình lấy một cây bút chì người dài nha, sẽ đợi ngang nè. Đây sẽ đo lại xuống, mình sẽ lấy cây bút ngắn, mình sẽ đo lại xuống đây nha. Rồi ok, mình sẽ làm điểm. Rồi sẽ tách điểm nó ra hai nè. Đây sẽ như vậy nha. Ok, xin như. Rồi, đây. Mình sẽ làm, mình sẽ để cho nó giữ được cái thăng bằng nha, chứ nó mà không giữ được thăng bằng thì nó sẽ rớt nha mọi người. Đây. Tiếp theo mình sẽ đỡ một cốc đồ vào đây. Sẽ đợi bắt đầu vào đây. Được. Ok, lần đầu mình làm mọi người mình thấy nó bối rối, mọi người thông cảm nha. Thì mình chỉ làm thử thách này, cái thí nghiệm này để cho mọi người xem thôi, để cho mọi người xem. Đây. Khó như ta. Đây. Ok, thì giờ mình đã xong hết rồi nha. Thì giây phút cuối cùng thì Hiếu tắt đây, quay cục đá này. Đây xin một đá thử nó rớt không nha, từ một chút xíu nha. Đây mình thấy chưa, đây tôi cần mình sẽ dựng này. Đây nè mọi người thấy không, đây. Thấy không? Đây,
cho mọi người xem này. Thì do mình làm mọi người, do mình làm cái mặt kính của mình nó đây. Mọi người thấy này, cái mặt kính của mình nó hơi bị cong nó hơi, mọi người thấy không? Nó hơi bị xéo xíu thì mọi người thấy này, mình đi quay toàn bộ cho mọi người xem nha. Đây, đây chiếc đũa mình này ha. Mình không lấy bất cứ cái gì mình treo nha. Đây này, toàn bộ là nói chung là mình lấy một cái bàn, nhưng mà cái bàn của vô ba mình uống nước chà mình làm luôn nha. Đây mình thấy chưa? Rồi ok, rồi bây giờ và bây giờ thì mình sẽ lấy hai chai nước lớn này nha. Đây, và mình sẽ thử, mình treo vào thử nó có chịu được cái sức nặng. Thì đầu tiên mình sẽ đợi một lít rưỡi trước nha. Thì nếu mà nó chịu được sẽ đợi thêm một chai nữa là thành 3 lít. Đây thì bây giờ đây, thì nói chung cái chai này nó chỉ nhỏ thôi nha. Đây mình thấy là nó chịu sức đựng sức nặng cũng được nha. Ok, giờ mình sẽ đợi thêm một chai nữa cho mọi người xem nha. Các bạn hiểu. Đây. Ok, đây cho mọi người xem này. Nước nha, nước đầy luôn nha. Ok, sẽ cho thử móc vào này. Đây, mình đã móc dây vào nha, để mình thả. Thì mình thật sự là rất hồi hộp luôn á mọi người. Mình sợ nó cái đũa nó chịu không được là nó sẽ sức nha. Ok, mình sẽ từ từ mình sẽ đợi. Nặng, trời nóng. Nặng lắm á. Rồi ok mọi người, thì hai chai vậy, một chai. Nói chung với người thì nói chung là để lên đây mình nói cho sáng. Rồi ok mọi người, thì nói chung là cái thí nghiệm này của mình với mình á là nó chỉ chịu được một chai nhỏ thôi nha. Thì mình làm trên cái bề mặt nó không có vậy, như nó không có nó không có vuông góc mọi người. Thì bây giờ mình sẽ thử làm ở một mặt vuông góc thử nha. Sẽ để một mặt vuông góc thử để coi nó chịu được sức nặng tới đâu nha. Rồi ok mọi người, chờ mình xíu nha. Bây giờ mình sẽ không quay, mình làm xong hết rồi mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Ok mọi người, chờ mình xíu nha. Rồi ok mọi người nha, thì mình đã kiếm được một chỗ mới nha. Đây thì mình vừa mới vô trong bếp nha mình nha. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem, mình đã làm đây. Nó lại làm giống y chang như vậy nha. Thì mình bây giờ mình không làm ở mặt phẳng mặt kính như nãy nữa, mà mình làm ở mặt phẳng này không. Người thấy chiếc đũa nè, mình cho quay cho người xem nè, gần xem không? Chiếc đũa nó liền với cái bếp của mình luôn nha. Đây chị mình sẽ ở trên này, hai đầu hai bên người thấy không. Đây là đầu ở giữa nè. Đây đi lên này làm quay cho người xem cho rõ nha. Trên là chiếc đũa nha. Đây theo người theo trên nước treo nè, mình không hề là lấy cái gì hết nha. Nói chung là mình treo. Rồi, ok người sẽ thực hiện cái thử thách là nó có chịu đựng được cái chai nước một lít rưỡi này không nha. Ok, hồi nãy mình đợi ở ngoài kia mọi người thì nó không được, do nó có bị cong á, nó một cái kiến nó kính nó mọi người bị cong xíu á, mình đợi lên là nó sẽ nặng quá nó rớt. Nãy nó làm hết hồn luôn mọi người, giật mình luôn á. Ok giờ mình sẽ đợi lên tiếp theo nha. Đây sẽ móc vào này, thật sự là cảm giác là quá hậu hợp luôn. Từ từ dây nó dài quá, mình sẽ rút lại bớt, sẽ rút lại ra chừng khoảng một tiếng thôi, sẽ đợi là dây dài quá. Rồi ok nha. Dài quá, chứ có cái chỗ này người, chỗ này nó thấp quá, mình phải ấy dây lại cho nó ngắn bớt. Đây sẽ bỏ đợi lại nha, móc vào chai nước chỗ này. Đây nè, mình sẽ đợi cho nó đúng cái chiều, nó sẽ chịu từ nha. Quá hậu hợp luôn á, mình không dám thả tay mình sợ nó rớt nè. Rồi wow. Ok người đây, mình cho mọi người xem này. Đây hoàn toàn là cái chai nước của mình là nó
Đây em cho người xem nè. Đây ha. Hoàn toàn là không chạm đất nha. Đây mình xem nè, đưa tay qua nha. Ok này. Đó. Móc mình đã móc được hai chai nha. Đây mọi người xem nè, ghê chưa? Wow, mọi người thấy cái chiếc đũa này. Đó, cho mọi người xem này đó. Nó nặng quá mà nó hở lên luôn nha. Đây. Vậy là cái thí nghiệm của mình cũng đã thành công rồi nha. Thì đây. Thành công quá mỹ mãn luôn. Wow, xin thử ấy, thử xem đi coi. Nó nào cũng không biết đất chứ chịu sức nặng nữa không biết đây. Ok, Hiếu lấy thêm chai nước này Hiếu. Được. Rồi ok, bây giờ mình sẽ Hiếu mới lấy thêm một chai nữa nè. Thì bây giờ thì mình sẽ chơi tự liều fan luôn nha. Đây, chỉ chè một chai lên xem cảm ứng nó như là thế nào xem. Nó có chịu được là chỉ được 3 lít nước không nha. Cần sẽ móc vào chữ từ nha. Từ đứng nôn nha. Đứng nôn nha. Ok, từ nha. Đây, như mọi người có thể thấy nhà đây. Thì một chiếc đũa này mà nó có thể chịu đựng được là 3 lít nước nha, đúng nha, cho mọi người xem đây nha. Chiếc đũa nó hở nè, mình thấy không? Hở chưa? Đây. Thấy chưa? Quá hay luôn. Ghê chưa? Đây, tay nè. Không hề mà đụng đất, không hề đụng Hiếu. Quá cảm thấy có đụng không? Giờ coi thằng Hiếu nó sao? Sờ tay chưa? Sờ xung quanh này, thấy không? Không hề đụng đất nha. Ha, ghê chưa? Chiếc đũa chưa? Này, nước xếp. Rồi ok mọi người thì sau một hàng loạt những cái thí nghiệm thực hành thí nghiệm của mình thì mình cũng đã biết được sự thật là đây. Một chiếc đũa nó có thể treo được một chai Hiếu cầm chai này. Hai chai, ba chai. Và trọng lượng của ba chai này mọi người thì hai chai này là 3 lít nè, hai chai này là 3 lít, cái này là hình như chai này là năm chưa tới nửa ký nha. Thì nói chung là mình với Hiếu cũng đã thực hiện được xong cái thực hành thí nghiệm của mình rồi nha. Thì lần đầu tiên mình làm mọi người mình thấy nó khá là hậu hợp nha và khá là rung. Thì rung nó là hồi nãy lần mình thử ở trên mặt kính đó mọi người. Thì mình treo được cái chai cho nước lên rồi là mình tưởng là mình có thể mình bỏ thêm một chai nước nữa, là mình không nghĩ nó là cái bàn nó bị lỡ một miếng nha. Thì mình bỏ cái chai nước lên đó, nó sụp xuống cái mình giật mình luôn, hết hồn luôn đó, không giật mình luôn. Rồi ok mọi người, thì mình không nói nhiều nữa, thì video của mình cũng đã dài rồi nha mọi người. Thì mọi người xem video của mình nhớ like và chia sẻ lên Facebook nha mọi người, để bạn bè mọi người cùng xem cho vui nha. Giờ mình Dương Hiếu sẽ hẹn gặp mọi người lại video mới nhất của mình nha. Ok, hẹn gặp người lại video sau nha. Bye.